Vào khoảng 12 giờ đêm qua, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y9 thuộc liên ngành 141, công an thành phố Hà Nội đã bắt được 3 đối tượng tàng trữ ma túy đá khi đang lưu thông trên đường. Theo đó, tổ công tác đặc biệt Y9141 do Trung tá Đỗ Trọng Tuân làm tổ trưởng khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thanh Nhàn - Bạch Mai đã phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29E1-26008 và 88F1-12062 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện một gói ni lông màu trắng kích thước 10 x 15cm chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác tại chỗ, các đối tượng được xác định rõ là Đỗ Quốc Tuấn sinh năm 1985, trú tại Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Văn Huỳnh sinh năm 1990 và Nguyễn Văn Tấn sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ba đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng là ma túy đá và mua với giá 3 triệu đồng. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao cả ba đối tượng về công an phường Thanh Nhàn để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.